các sân vận động bóng đá đẹp nhất thế giới. 1. Sân vận động Tổ Chim, Trung Quốc, sân vận động quốc gia Bắc Kinh, còn được gọi là sân vận động Tổ Chim, được đầu tư xây dựng tới 428 triệu đô la để chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008 có sức chứa 100.000 khán giả. Hình dạng tổ chim của sân vận động chính là biểu tượng của bóng đá Trung Quốc, những thanh thép được uốn lượn đan thắt vào nhau đã mang đến cho sân vận động này một thiết kế độc đáo nhất thế giới. 2. Sân vận động quốc gia Đài Loan Cao Hùng, còn được biết đến với cái tên Wu Game. Sân vận động có sức chứa 55.000 người được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nhật Ito Toyo, sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp nhu cầu điện năng. Sân có hình bán xoắn ốc, giống như một con rồng, là sân vận động đầu tiên trên thế giới cung cấp điện bằng công nghệ năng lượng mặt trời với 4.482 tấm pin năng lượng mặt trời. 3. Allianz Arena, thường được gọi là hang hùng bởi đây là đại bản doanh của hùng xám xứ Bavaria, Bayern Munich. Trước đây câu lạc bộ 1860 Munich cũng sở hữu 50% cổ phần của sân vận động này nhưng đã được Bayern mua lại vào năm 2006. Đây là sân vận động đầu tiên trên thế giới có ngoại thất thay đổi hoàn toàn màu sắc. Ngoài ra sân vận động này còn được gọi với biệt danh dùng ba lá. 4. Marina Bay Floating Marina Bay Floating chỉ có sức chứa khoảng 3 vạn người nhưng đó cũng là một con số ấn tượng khi mà khán đài nằm trên đất liền sát với bờ của vịnh Marina ở Singapore. Mặc dù không phải là sân vận động nổi duy nhất trên thế giới nhưng đây là sân vận động lớn nhất. Sân Marina Bay Floating có thể chịu được tải trọng lên đến 1.070 tấn. 5. Cam Nu Cuối năm 98, sân đấu năm sao này được UEFA công nhận là sân vận động tốt nhất lục địa già, bởi bên trong phức hợp còn là một phòng thu truyền hình, một trung tâm y tế, một bảo tàng của đội bóng và còn được mệnh danh là một thánh đường khi là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện tôn giáo trọng đại. Với khó khăn tài chính hiện tại, cái tên Camp Nou có thể sẽ không còn tồn tại thế nhưng sân nhà của Barcelona vẫn sẽ luôn được biết đến là một trong những sân đấu lớn và đẹp nhất thế giới. 6. Sân vận động mùng 1 tháng 5 Dung Rado Với tên gọi là mùng 1 tháng 5 Dung Rado tọa lạc tại Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nơi có khả năng chứa đến 115.000 chỗ ngồi. Nằm ở quốc gia bí ẩn bậc nhất thế giới, mái vòm vỏ sò của sân có 16 vòm được sắp xếp trong một vòng và giống như một bông hoa mộc lan. Sân được khánh thành vào năm 1989. Ngoài mục đích sử dụng cho thể thao, sân còn được sử dụng cho các trò chơi của lễ hội Arirang. Đây cũng được cho là địa điểm hành quyết các tội phạm ở Triều Tiên. Bấm theo dõi trên khán đài để không bỏ lỡ những tin tức cập nhật và những nội dung hấp dẫn nhất.